Rồi Đại Lúa mến chào bà con, thì xin chúc cho bà con mình một ngày mới tốt đẹp, xuống xuống giống vụ đông xuân trúng mùa được giá. Thì bữa nay trời giấc sáng này cũng âm u cũng mát mẻ, bữa nay chắc có không nắng gì nhiều, con ngày hôm qua thì nắng nhiều. Thì bữa nay mình trở lại mình xả phân được hai cho chú Út đó. Thì lúc trước thì mình giải khoảng cử đầu tiên là khoảng 10 12 ký mấy gì đó, 12 ký rưỡi đó. Thì bữa nay giải cũng 17 ký rưỡi đó. Thì giải đợt hai này 17 ký rưỡi, đợt trước thì giải phân UG với trộn với humic đó. Là một loại phân trộn với humic nó thì lúa nó xanh như vậy đó bà con mình. Đấy, xanh này là xanh humic, nó còn UG thì cây lúa nó cao đó. Đó, nó cao mà cái màu nó xanh như vậy đây, nó không có xuống màu. Thì khu đất này là Chi Tôm An Giang này bên Vĩnh Phước đó bà con mình. Thì bữa nay xả phân lần hai đó, thì công 17 ký rưỡi, thì xả hai đợt đó cộng lại là được 30 ký, mà đợt hai này có DB đó. Đợt hai này có DB, là DB một công như là bảy khoảng 7 ký rưỡi đó. Còn UG với phân NPK là một thứ 5 ký, cộng lại là 17 ký rưỡi là cho cái lô đất này đây đó. Thì mình cũng chia sẻ đó, thì phân thì ba loại phân đó. Thì chiếc này cộng DB đang cho lúa nó nở đó. Thì cái này là giống lúa 504 chứ không có giống xuất khẩu, cái này 504 bà con mình. Thì cái bài kỹ thuật công Út, chú Út này mằng thì lúc trước xả phân UG với cộng humic cho nó phát triển bù rễ hạ phèn rồi, cho nên lúa nó cũng còn cái màu xanh gì. Nay xả rồi cũng về ngoại đi đám ma nữa nè, không ơi bà nội. DB này đây. Rồi NPK thì bao này đó 16, 16, 8 đấy, NPK của Cà Mau luôn đó, 16, 16, 16, 16, 8 đó. Thì NPK là cái hộp nó không có, nó có một loại một cái màu ngà ngà gì đây đó. Còn DB là hộp đen với phân UG. Đây thì phân mặn chút mặn thì cũng kỹ thuật cũng khác hết nó, mà xạ mà xạ giống xuất khẩu thì cũng cái bài vậy, còn giống 504 cũng bài vậy, nhưng mà 504 thì xạ nó ngắn ngà lại, còn giống già giống xuất khẩu vài ngày thì xa ra đó. Thì bữa nay giải thì cách đây cũng khoảng 10 ngày thôi chứ không có như lâu đó. Thì bữa nay là lúa được 20 mấy ngày thì giải cử phân lần hai đó bà con mình. Thì bữa nay xả ba loại mà DB thì nhiều, DB tới 7 ký rưỡi đặn. UG thì UG là phân lạnh là có 5 ký thôi, với NPK 5 ký đó. Thì cái dàn lúa hổm mình xạ UG đó, thì cộng với humic thì lúa nó cũng vẫn còn màu xanh đó, lúa vẫn còn màu xanh đó bà con mình, mà thì nó phượt lá nhiều, xạ băng UG nhiều thì nó lá nhiều, cây lúa nó cao chứ nó không có nở. Thì đợt này ông xạ có DB vô NPK nữa thì lúa này nó cũng nở. Thì lúa chỉ mới có hai mấy ngày thôi, 23 ngày gì đó. Thì cũng không có cái gì mà lạ. Thank you.
video nãy giờ mình chia sẻ cũng đơn giản vậy thôi. Thì lúa giai đoạn 20 mấy ngày, 23 ngày thì xạ cứ phân đợt 2 là công 17,5 kg. 17,5 kg thì ba loại phân. Đó. Thì đợt rồi một loại UG cộng humic, thì đợt này ba loại NPK với DB với phân UG. NPK thì 5 kg, phân UG thì 5 kg, còn DB thì 7,5 kg. Nó cộng lại ba thứ là 17,5 kg, thì tổng cộng đợt trước giải 12,5 kg nữa là được 30 kg. Là hai đợt là 30 kg. Thì cái giống này là giống ngắn ngày. Đó, này là 504 đó bà con mình. Thì mình chia sẻ cũng đơn giản vậy thôi chứ không có gì mà lạ. Đó. Thì kỹ thuật của chú Út này bằng là như vậy. Đó. Thì video mình đến đây là hết. Xem và thấy hay và đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận clip tiếp theo. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại.